dàn sao showbiz mê chạy bộ. Diễm My 9X, Ái Phương, Mai Phương Thúy hay Nhan Phúc Vinh thường xuyên tham gia các giải chạy hoặc chạy tự do với mục đích rèn luyện sức khỏe. Diễn viên Cathy Uyên, người từng thủ vai Mai trong phim điện ảnh Để Mai Tính, tham gia Việt Nam Mountain Marathon 2016. Đây là lần đầu chạy hang marathon của Uyên và cô chọn giải treo ở Sapa để chinh phục. Nữ diễn viên hoàn thành thử thách với tư cách đại sứ của quỹ Operation Smile, phẫu thuật nụ cười. Nữ diễn viên Diễm My 9X trên đường về đích cự ly 21 km ở Việt Nam Mountain Marathon vào tháng 9 năm 2023. Cô là runner có thâm niên tập luyện trong showbiz. Trước giải này, Diễm My 9X cũng tham gia Việt Nam Trail Marathon và hoàn thành 21 km trong 4:49. Diễn viên Nhan Phúc Vinh tham gia Lan Ultra Trail 2023, cự ly 100 km. Anh về đích với thành tích 26:31. Phúc Vinh đam mê chạy trail, từng trải nghiệm hầu hết các giải chạy địa hình lớn ở Việt Nam. Anh còn tham gia cả 3 môn phối hợp, từng hoàn thành Ironman 140,6, bơi 3,8 km, đạp xe 180 km, chạy bộ 42 km trong 15:02 vào năm 2023. Ca sĩ Ái Phương rất tích cực đăng ảnh chạy bộ trong thời gian gần đây. Cô không chỉ hăng hái tập luyện, tham dự giải mà còn rủ thêm nhiều ngôi sao khác trong showbiz như Nhã Phương, Khả Ngân cùng tập luyện môn này. Ái Phương bắt đầu chạy từ năm 2019 và mỗi ngày đều dành ít nhất 30 phút để rèn luyện sức khỏe. Hoa hậu Mai Phương Thúy từng tham gia nhiều giải chạy để gây quỹ từ thiện từ năm 2016. Trong ảnh là khi cô tham gia giải VPHM 2020 ở Hồ Gươm, Hà Nội vào tháng 10 năm 2020. Diễn viên Nhã Phương liên tiếp tham gia nhiều giải chạy trong năm 2024. Trong ảnh, cô vừa hoàn thành cự ly 21 km ở giải UMC Run, thành phố Hồ Chí Minh với thành tích 2:15. Nhã Phương muốn giành huy chương giải đấu này để tặng sinh nhật chồng, diễn viên Trường Giang. Khi ấy, một số người đã tỏ ý nghi ngờ Nhã Phương gian lận mới có thể đạt thành tích tốt như vậy. Ca sĩ Đức Tuấn hoàn thành cự ly 21 km ở Venice Red Marathon Huế 2022 với thành tích 1:43, phá kỷ lục cá nhân. Đức Tuấn từng đồng hành cùng nhiều giải chạy trên tư cách ca sĩ lẫn runner. MC Ni Xoa tham gia giải chạy Stetcher Friendship Park 2024 hôm 5 tháng 5. Cô thường tập luyện cùng nhóm với Ái Phương, Nhã Phương. Diễn viên Khả Ngân tập chạy ở khu Sala, thành phố Hồ Chí Minh, cùng bạn. Cô từng chia sẻ chạy bộ đã giúp cô giảm cân và lấy lại vòng eo. Diễn viên Trấn Thành mới đến với chạy bộ gần đây. Tối ngày 10 tháng 5, anh chia sẻ trắc lốc 10 km cùng nhóm bạn. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.